Cũng trong sáng ngày 16 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thị xã Trảng Bàng có 72 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, trong đó có một người tự ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đảm bảo về số lượng, thành phần và cơ cấu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước của quy trình bầu cử như niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các khu vực bỏ phiếu, tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử vào ngày 23 tháng 5 sắp tới.